Vâng, thưa bác sĩ, trước tiên xin cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và qua cái clip mà chúng ta cũng vừa mới xem thì cũng có thể hiểu được phần nào về những cái hệ lụy của sức khỏe khi mà chúng ta bị thừa cân béo phì. Vậy làm thế nào để tự bản thân mình có thể biết được là chúng ta đang bị thừa cân, bị béo phì và những ai thì dễ bị mắc cái căn bệnh thừa cân béo phì này ạ? Cách để nhận biết là béo phì thì bệnh nhân có thể hoặc là người dân có thể tự đánh giá bằng cách là mình có thể đo dựa vào chỉ số khối của cơ thể. Đấy chính là dựa vào công thức cân nặng chia bình phương chiều cao. Chỉ số khối bình thường của cơ thể là từ 18,5 đến 22,9. Còn thừa cân là từ 23 đến 24,9. Béo phì độ 1 sẽ từ 25 đến 29,9 và béo phì độ 2 là BMI trên 30. Và cách thứ hai là theo khuyến cáo của Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam cũng như của Bộ Y tế thì là mình có thể dựa vào chỉ số vòng bụng đối với nam là trên 90 cm và đối với nữ là trên 80 cm. Đối tượng thì là bây giờ chú ý nhất đó chính là cái lứa tuổi học đường, tuổi từ 5 đến 19 tuổi. Mà cái con số này đang gia tăng đáng kể đó, và nó còn có sự chênh lệch giữa các vùng miền, nhưng nông thôn đấy là 18,6% và đến thành thị là 26,3%. Như vậy là cũng có cái sự khác biệt giữa các vùng miền với nhau về con số cái tỷ lệ mà có mắc các cái bệnh thừa cân béo phì này đúng không ạ? Vậy thì cái nguyên nhân nào thì dẫn tới cái tình trạng này thưa bác sĩ? Nguyên nhân thì đối với béo phì, thừa cân béo phì thì là có rất là nhiều, nhưng mà chúng ta sẽ tập trung thành 6 nhóm chính. Thứ nhất là về cái chế độ dinh dưỡng. Nghĩa là những người bệnh ăn nạp vào quá nhiều năng lượng. Ví dụ như họ ăn quá nhiều chất béo, quá nhiều chất bột đường. Đấy là một trong những nguyên nhân chính. Thứ hai nữa là do cái thói quen ăn uống của họ. Họ ăn quá nhiều so với cái tổng lượng thức ăn mà nhu cầu của cơ thể. Còn cái nguyên nhân thứ hai đấy là do di truyền. Di truyền này thì thường là do cái quá sản mỡ và cũng là phì đại cái tế bào mô mỡ. Nhóm nguyên nhân thứ ba đấy là nhóm nguyên nhân liên quan đến bệnh lý nội tiết. Nhóm nguyên nhân thứ tư là do cái quá trình sử dụng thuốc. Bệnh nhân lạm dụng cái thuốc chống trầm cảm. Họ sử dụng cái thuốc chống trầm cảm này, thuốc điều trị chống rối loạn tâm thần và nhóm hormone steroid. Và nhóm nguyên nhân thứ năm thì là liên quan đến cái lối sống của người bệnh. Người bệnh thì lười vận động, sống tĩnh tại. Cái thứ hai là một cái nữa đây là chú ý nữa đây là liên quan đến thói quen hút thuốc của người bệnh. Và một cái nguyên nhân nữa cần phải chú ý đấy là liên quan đến quá trình hút thuốc khi mang thai thì sẽ làm cho em bé sau khi ra đời tăng nguy cơ bị béo phì. Khi mà người ta bị thừa cân béo phì và phát hiện được là mình mắc cái bệnh như vậy thì lại thường có cái xu hướng là tìm đến những cái phương pháp để giảm cân rất là nhanh. Vậy thì đối với những người mà tìm đến những cái phương pháp giảm cân không đúng cách và cái nó sẽ gây ra những cái hệ lụy như thế nào, cũng như là cái việc mà điều trị thừa cân béo phì bằng thuốc thì sẽ phải được thực hiện ra sao thưa bác sĩ? Cái việc mà lạm dụng thuốc giảm cân nhanh để điều trị béo phì sẽ gây ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến sức khỏe. Thứ nhất là nó sẽ gây tổn thương đến tim mạch. Thứ hai là nó sẽ gây tổn thương đến cái hệ tiêu hóa của mình. Rồi là tổn thương đến thận, tổn thương đến hệ thần kinh và có những trường hợp mà còn có thể là gây nghiện. Còn mình dùng thuốc giảm cân khi mà bệnh nhân béo phì độ 2, nghĩa là BMI chỉ số khối của cơ thể trên 30 hoặc là dưới trên 27 đối với bệnh nhân có những cái nguy cơ bệnh lý kèm theo như là đái tháo đường này, tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch đó thì mình mới cần phải dùng đến thuốc thôi. Vâng, Vâng. thưa quý vị, so với những người có cân nặng bình thường, những người bị thừa cân hoặc là béo phì thì thường có nguy cơ cao mắc các bệnh mãn tính như là tiểu đường, tim mạch, huyết áp, đột quỵ và cả ung thư. Khi tình trạng béo phì vượt quá mức cho phép hoặc là báo động nghiêm trọng thì cũng có thể làm tăng nguy cơ bị tử vong. Tuy nhiên thì nhiều người vẫn chủ quan với những cảnh báo này. Hiện nay người dân đã quan tâm nhiều đến sức khỏe và việc khám bệnh định kỳ. Tuy nhiên với tình trạng béo phì, các bệnh nhân lại không chủ động đến khám. Chỉ đến khi cơ thể xuất hiện triệu chứng trầm trọng của các căn bệnh khác, họ
họ mới để ý. Lúc này, ngoài các căn bệnh thứ phát, người bệnh lại kèm thêm cả béo phì, việc chữa trị sẽ hết sức khó khăn. Ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ chúng tôi thì không có một con số chính xác về tỷ lệ thừa cân béo phì ở các độ tuổi. Vì là các bệnh nhân mà thừa cân béo phì thì chưa ý thức được vấn đề về bệnh nên chưa đi khám. Mà chủ yếu chúng tôi phát hiện thừa cân béo phì là vì bệnh nhân đi khám các bệnh khác. Thừa cân béo phì gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, suy giảm chất lượng cuộc sống và rút ngắn thời gian sống của người bệnh. Ngoài ra, bệnh này còn ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của bệnh nhân. Hơn nữa thì thừa cân béo phì còn ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vấn đề tâm lý của người bệnh. Nó luôn luôn làm cho người bệnh trong tình trạng căng thẳng, thiếu tự tin, thậm chí có những trường hợp gây ra cái tình trạng là lo lắng dẫn đến trầm cảm hoặc là rối loạn về tâm thần. Với mục tiêu giảm cân một cách an toàn, đưa chỉ số cân nặng BMI về mức cho phép, người dân cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ, kết hợp lối sống lành mạnh. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng người bệnh thừa cân béo phì đã đạt BMI lý tưởng, giảm được nguy cơ bệnh mãn tính cũng như vấn đề tâm lý sau một thời gian điều trị kiên trì. Bệnh viện Đa khoa tỉnh chúng tôi thì hàng tháng chúng tôi đều quản lý khoảng hơn 3.000 người bệnh, trong đó có cả bệnh lý về tuyến giáp. Và đái tháo đường thì cũng phát hiện ra rất nhiều trường hợp bệnh nhân béo phì BMI, thậm chí là từ khoảng trên 25. Và cái hiệu quả thì chúng tôi đang theo dõi thì chúng tôi cũng thấy là bệnh nhân cũng giảm cân một cách an toàn và cũng khá là hiệu quả. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì có rất là nhiều những cái phương pháp giảm cân được lan truyền. Vậy để giảm cân một cách an toàn, chúng ta thì nên thực hiện những cái nguyên tắc giảm cân như thế nào? Bác sĩ có thể đưa ra lời khuyên cho mọi người đang theo dõi chương trình Sức khỏe một ngày. Để điều trị béo phì thì nguyên tắc chung là phải can thiệp lối sống, là cái nền tảng cơ bản để đảm bảo giảm cân an toàn, bền vững cho người bệnh. Đấy là chính là cái sự can thiệp về dinh dưỡng này, thể dục và thay đổi hành vi cũng như là hỗ trợ về tâm lý. Bệnh nhân chỉ sử dụng thuốc khi đã thay đổi cái can thiệp đến lối sống trong vòng 3 tháng mà không đạt được giảm quá 5% trọng lượng cơ thể và chỉ số khối cơ thể vẫn đạt trên 25 thì lúc đấy sẽ dùng thuốc. Và đối với điều trị béo phì thì cái việc mà phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa ấy là điều rất cần thiết, bởi vì nó là sẽ quyết định cái hiệu quả của cái việc điều trị. Và bây giờ thì cái việc điều trị phối hợp giữa các chuyên khoa nó là cái nền tảng để trong cái phác đồ điều trị đối với bệnh nhân béo phì. Vâng ạ. Có lẽ là với những người mà bị thừa cân béo phì thì cái việc mà có một cái chế độ ăn uống làm sao cho phù hợp thì cũng rất là nan giải. Và nếu như không có cái sự tư vấn cụ thể của những chuyên gia, những người mà có chuyên môn thì có lẽ là họ cũng chưa thể tìm được cho mình một cái chế độ ăn uống hợp lý. Và nếu khi mà họ lại áp dụng những cái chế độ ăn uống mà không đúng khoa học ấy, thì có khi còn gây phản tác dụng đến cái việc mà điều trị của mình. Vậy thì người béo phì thì cần phải thực hiện một cái chế độ ăn như thế nào thì là hợp lý, thưa bác sĩ? Chế độ ăn của bệnh nhân béo phì thì mình cần phải đảm bảo là giảm năng lượng. Giảm năng lượng ở đây bao gồm thứ nhất là giảm tổng năng lượng đưa vào cơ thể. Đấy là bệnh nhân là yếu tố chính của cái quyết định trong mọi cái bất kỳ cái phương pháp giảm cân nào. Đấy thì thứ hai đó là bệnh nhân cần phải điều chỉnh cái hành vi thay đổi, cái này thì thay đổi phải thực hiện một cách dần dần. Tỷ lệ thay đổi thì phải phụ thuộc vào từng cá nhân, chứ không thể nào mà áp dụng chung cho tất cả mọi người được. Và cung cấp đầy đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết là cái điều không thể bỏ qua, như là sắt, canxi, kali, axit amin. Và chú ý là ăn đủ bữa là 3 bữa một ngày, hạn chế các cái loại glucid hấp thu nhanh và các cái chất béo bão hòa. Và chú ý là không nên ăn quá nhiều muối, đảm bảo là dưới 5 gram muối một ngày. Và có một cái nữa phải chia sẻ với quý vị khán giả là những bệnh nhân béo phì thì mình không nên sử dụng rượu bia.
Vâng, nó cũng sẽ tác động không tốt đến sức khỏe đúng không Đúng rồi. ạ? Có lẽ là cái hậu quả của việc béo phì thừa cân thì nó mọi người cũng đã có thể hiểu được, và nhất là qua cái sự tư vấn của bác sĩ ngày hôm nay ấy, thì chúng ta cũng hiểu được rõ hơn về cái việc hậu quả đó nó tác động như thế nào đến sức khỏe của con người. Thế thì khi mà đã biết mình là thừa cân béo phì thì chúng ta sẽ cần phải khám những gì này, và đến đâu để có thể được tư vấn và theo dõi một cách tốt nhất ạ? Quý vị khán giả, những ai đang ngồi xem chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày, nếu mà biết mình đang mắc cái bệnh lý béo phì thì tốt nhất là mình nên đến cơ sở nào mà có chuyên ngành nội tiết để được thăm khám một cách toàn diện. Đấy, điều trị không những là bệnh béo phì và còn cả những cái bệnh lý liên quan để đạt hiệu quả là giảm cân an toàn nhưng phải bền vững. Và trong đó thì có khoa nội tiết đái tháo đường, bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đúng Dạ không vâng ạ? ạ. Vâng, thưa quý vị, là nguyên tắc cơ bản của việc giảm cân là ăn ít calo, và việc tiêu thụ calo lại phụ thuộc vào độ tuổi, cân nặng cũng như là tình trạng sức khỏe. Căn cứ yếu tố này thì chúng ta có thể xác định được việc tiêu thụ thực phẩm như thế nào để giảm cân đúng cách. Nếu kiên trì và thực hiện đúng các nguyên tắc thì chúng ta vẫn có thể giảm cân rất hiệu quả. Xin được cảm ơn bác sĩ Ngô Thị Minh Diễm ngày hôm nay đã đồng hành cùng với chương trình Sức Khỏe Mỗi Ngày và đưa ra những lời khuyên vô cùng hữu ích. Vâng ạ. Đến đây thời lượng của chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.